Em tên là Đỗ Hải Thanh, sinh năm 1982. Lời đầu tiên thì em xin chào quý vị khán giả và hai MC là anh Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, còn em là Phạm Ngọc Kim Ngân, sinh năm 93. Dạ, nghề nghiệp của em là buôn bán tự do. Ngân sinh năm 93. Vậy là 24 tuổi. Dạ, 24. À, Thanh với Ngân. Dạ. Là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Vợ chồng em cưới nhau được một năm rồi. Một năm. Một năm. Vậy thì tụi em đã yêu nhau được bao lâu? Tụi em yêu nhau hơn một năm. Còn thời gian tìm hiểu ấy thì lâu lắm, 4 năm tìm hiểu vợ em. Wow. Để mình phải có một con mắt gì đó, mình phải có khẳng định gì đó để mình mới khẳng định đây là người này vợ mình thì mình tiến tới được. Có nghĩa là em đã tìm hiểu 4 năm. Dạ. Và bây giờ em lấy nhau được một năm. Dạ. Em tìm hiểu một năm, yêu một năm. Hiểu một năm, yêu một năm. Và dạ. Cưới. Dạ, cưới. Quyết định là cưới. Nãy giờ nói chưa hiểu. Hiểu tổng tổng là mấy năm, bây giờ tổng cộng từ lúc biết nhau tới giờ năm năm. Năm năm chị hỏi em còn không chịu. Dạ năm năm, nhưng mà 4 năm kia em không biết. À, đừng nói là yêu đơn phương nghe. Dạ đúng rồi. Ồ, vậy đó hả? Chắc chắn cái câu chuyện tình yêu của hai người này rất đẹp phải không nào? Bây giờ em kể coi. Kể đi. Tụi em là biết nhau như thế nào? Dạ thì chung xóm à, nhưng mà ảnh thì không có cơ hội nói chuyện với em được tại em chạy xe cũng hơi nhanh. Thì có một hôm tình cờ là ảnh kiếm được Facebook của em. Xong rồi ảnh mới kết bạn nói chuyện. Sau đó thì làm quen rồi cũng rủ đi đi chơi, đi ăn. Thì em cũng chưa chấp nhận tại vì cũng chưa có quen lắm. Thì ảnh mới nói là ảnh gần nhà. Sau đó thì em cũng biết cái anh này là gần nhà cũng có thấy rồi. Cũng gần nhà cũng được mười mấy năm rồi. Thì sau đó thì mình có cảm giác tự tin hơn. Dạ rồi em cũng chấp nhận đi. Thì sau đó sự quan tâm nhiều. Em cảm thấy ảnh cũng được, cũng tốt. Rồi sau khoảng 3 tháng như vậy đó thì em mới chấp nhận làm quen. Nhưng mà là em nói là tụi em là ở chung sớm là tụi em đã biết nhau từ hồi bé đúng không? Dạ nhưng mà không có để ý. Nhưng mà bạn này để ý bạn này không? Nhỏ không? Con nít mà thua em tuổi. Hồi nhỏ. Nhỏ mà. Thua em một tuổi nhưng mà khi... đến lúc nào thì em để ý bạn này, em yêu đơn phương người ta 4 năm mà. Thời gian đó là khi em đi nghĩa vụ quân sự về á. Dạ, lúc đó mới để ý, lúc đó là vợ em cũng 18, 19 tuổi á. Nói nghe là Thanh, lúc bé tí thì là vợ em có mẩm mỉm nhau như vậy không? Dạ, cũng mẩm mỉm nhưng mà khi lớn rồi vợ em mới có nhiều cái nét đẹp. Còn hồi nhỏ em không để đâu để ý đâu. Trời ơi. Tức là lúc 18 tuổi là em bắt đầu để ý. Dạ. Mà lúc đó thì vợ em có mũm mĩm như bây giờ không? Cũng mũm mĩm như bây giờ nhưng mà không mũm mĩm bằng bây giờ thôi. Mà cái điều gì mà để cho em để ý vợ em năm 18 tuổi đó? Em từ thấy... nhỏ không thèm để ý người ta, đùng cái năm 18 để ý người ta. Em vì em thấy được rất là nhiều điểm. Có thể mọi người không nhìn thấy nhưng em thấy được là vợ em là có người có thể nấu ăn được, có thể chia sẻ được, có thể có tính nết hợp với mình. Là em từ từ em quan sát vì ở chung xóm mà cũng dễ. Mình cứ để ý. Không, từ từ đó thì đến một ngày em quyết định là tiến tới mình. Vậy đó hả? Dạ. Em, vậy thì khi mà em tăng cân mẩm mỉm vậy đó. Dạ. Thì cái điều mà em cảm thấy khó khăn nhất của em đó là cái gì? Nhất thì em cũng không có cái gì nhất hết. Tại vì lý do là em cũng mập từ từ. Nên là những công việc hàng ngày đồ hay là những cái gì đó em cũng quen dần dần rồi. Còn về bên ngoài là chắc cũng có nhiều người nói. Nói về em này kia nhưng mà em thì buồn một thời gian thôi. Rồi thời gian sau thì em cũng bình thường. Tại vì cuộc sống của mình phải làm những điều tốt đẹp cho mình. Giờ thì mình cố gắng giảm cân thì mình vẫn phải cố gắng. Nhưng mà giờ lỡ thì chưa được. Thì giờ mình cũng phải sống cho tốt, cho cái bản thân của mình nó được vui tươi. Chứ mình đừng có vì những lời nói của người khác mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá thì cũng không đúng nên rồi. Cái quan trọng là cái gì đi là anh ấy nè. Đúng chưa? Với anh ấy em lúc nào cũng đẹp hết trơn. Đúng không? Đúng không Thanh? Dạ. Mà chị hỏi Thanh nè. Dạ. Ví dụ như đi, nếu mà Thanh đi á, mà có ai mà giống như xì xầm về vợ em á, thì lúc đó em sao? Cái tự do ngôn luận của mỗi người á, mình cũng không thể bắt người ta là theo nói theo ý mình. Đúng. Được. Mình chỉ nhắc ra tới, nhắc nhở hoặc hỏi người ta thôi. Họ có quen không? Có lạ lắm không? Cái những trường hợp đó là phải quá dữ lắm thì anh mới làm vậy. Dạ, có nghĩa là người ta cũng bất lịch sự, dữ dội lắm luôn thì anh mới làm vậy. Còn bình thường thì anh chỉ nắm tay em đi thôi.
có nghĩa là mọi người như thế nào không biết, nhưng mà với Thanh đây, Ngân chính là một cô vợ xinh đẹp trong mắt của em. Cái vấn đề là Thanh thương vợ đầu tiên không có tin đâu chị. Thương quá thương, mà chị rất là ngưỡng mộ em. Mà thực sự á, qua cái cặp vợ chồng này á, thì rõ ràng á, những bạn nữ hay là những bạn nam nào á mà có những cái số cân nặng á, đừng bao giờ tự ti về bản thân mình. Là bởi vì trên cuộc đời này nó có thể xảy ra tất cả mọi chuyện, và tình yêu thì lúc nào cũng tồn tại và nó muôn màu muôn vẻ. Đó, miễn là mình có cái cơ hội, mình có cái tình yêu thì mình phải biết nắm giữ. Dạ. Thôi bây giờ anh hỏi nè, hai vợ chồng cưới nhau bao nhiêu lâu rồi? Một năm. Cuộc sống có vui vẻ không? Có tật xấu gì mà lòi ra hay không? Không. Không có hả? Có. Tôi sai. Đó kìa. Không. Khui đi Ngân. Hút thuốc nhiều lắm anh Thuận ơi. Mê nhậu nữa. Có nhiều khi á là em ngồi em nấu cơm xong rồi em đợi mấy tiếng đồng hồ không thấy về, là tại vì làm sơn nước á anh, cuối tuần là hay nhậu với bạn bè á. Xong rồi mấy tiếng đồng hồ sau mới về, em giận em không ăn nữa. Thì có một lần là đùng đùng lên luôn, xong rồi từ đó là mới bớt nhậu lại. Nhưng mà có ai rủ nhậu vẫn xin thử coi em có cho đi không, là đi liền. Ủa em nổi giận đùng đùng lên em làm cái gì? Thì em nói giận đùng đùng lên thì em cũng la mắng vậy thôi. Em đánh vài cái thôi chứ em không làm gì hết, mà đánh vài cái cũng đủ rồi. Nói chung là Thanh ơi, đánh vài cái nhưng mà đánh yêu hay đánh khẽ hay là đánh thiệt? Giờ cao mà đánh khẽ anh. Giờ cao đánh khẽ đúng không? Đâu đánh sao đâu cho coi luôn. Đánh đây là xỉu luôn. Đây xỉu luôn. Thôi em ơi, đánh em ơi. Rồi, nói chung là khẽ. Nhậu nè, bây giờ đã bớt chưa? Dạ bớt rồi. Còn tật xấu gì nữa không? Cái này thì cũng không phải xấu nhưng mà nó cũng vui. Ảnh thì ở nhà ảnh hay kêu ảnh là chuối, biệt danh của ảnh thôi. Thì em cũng quen miệng rồi, em hay kêu chuối. Rồi ảnh tên chuối rồi ảnh cũng muốn đặt ai cũng chuối luôn. Bữa mới mua con chó con về, ảnh cũng kêu chuối. Cái em nói anh kêu kỳ, rồi mốt em kêu chuối rồi hai con chạy vô hả? Rồi ai anh cũng kêu chuối hết, anh giống như anh thích cái từ đó vậy đó. Trời ơi, tự nhiên đặt con chó con tên chuối luôn. Đúng rồi đó, Ngân nói đúng rồi đó. Rồi mấy mốt sanh con ra đặt tên chuối luôn hả? Đâu có, đặt tên chuối con. Con vậy á. Con nói chuối con. Nó nghe nè, ảnh tên chuối nhưng mà ảnh có củ chuối này, không? Anh này ảnh chuối nhưng mà ảnh có củ chuối không? Không đâu anh. Không đâu anh kìa, thấy chưa? Tức là gì nè, anh Thuận anh nói xa không? Chẳng qua nói thiệt, anh muốn hỏi là em có một người vợ, có đúng ý của em không? Theo cá nhân em cảm nhận đấy, cái thời gian mà cô vợ em nhận lời yêu rồi á, xong tới là hai gia đình nói chuyện, lúc đó em vui lắm. Xong rồi tới lúc chọn ngày cưới, nó lại có một sự trục trặc là cái áo cưới á, em phải đi tìm. Tình cờ gặp được tiệm áo cưới Ánh Ngân á. Rất chứ... là may mắn luôn. Lúc cưới là tụi em cũng mặc bộ này. Dạ đúng rồi, đúng không rồi. Phải bộ này không. Là của anh Ngân mến em, may mới cho em luôn. Vậy hả? Trời ơi, dễ thương quá. Chắc có lẽ là cô anh Ngân xem chương trình này sẽ rất là hạnh phúc. Dạ, nên. Em cũng muốn cảm ơn cô anh Ngân nhiều. Cảm ơn cô. Thôi, bây giờ tới phiên em đó. Dạ. Kể tật xấu á, kể tật xấu. Có tính xấu gì không? Không có tật xấu gì. Thật không? Thật á. Vậy đó hả? Dạ. Tức là cơm nè, Ngân nấu ok không? Ok. Rồi á, đồ đạc, quần áo, chăm sóc cho chồng. Từ A đến Z là vợ em làm không? Trong. Nhưng mà đi làm về rồi tiền có đưa cho vợ không? Dạ, đi làm về dĩ nhiên là tiền em đưa cho vợ em. Vậy đó, trời ơi, Thanh tuyệt vời. Đâu có cần những người đâu. Trời ơi. Chị hỏi nè, vợ em có ghen em không? Vợ thì có ghen, có kiểm tra hay kia, nhưng mà tính em thì rất là trung thủy, không có lằng nhằng. Đúng không? Ngân. Ngân, đúng không? Dạ em có kiểm tra là ví dụ như em lên tin nhắn Facebook coi có online không. Không online, suốt 6-7 tiếng đồng hồ cũng không online. Về nhà cũng ít khi đụng Face lắm chị. Cũng không có vô mấy, nói chung là trang chat đồ này nọ thì không. Ngược lại thì Ngân có xài Facebook, có xài live hội được nhiều không? Có live stream. Còn bây giờ phải hỏi Thanh nè. Có 24 luôn anh. Vợ em 24 trên 24 Facebook luôn. Thì Facebook với cả Messenger nhắn tin này kia bình thường. Nhiều kìa, vợ em nó làm 4 trên 54 kìa. Livestream 4 trên 54 luôn hả? Dạ không, em buồn thì em livestream. Rồi em livestream là em livestream về đa số em livestream về ăn.
Giống như em mua bún mắm về em ăn, cái em cũng live stream. Cái xong cái hồi nữa quá trời mấy bạn nhắn tin cho em là em ăn bún mắm mà giờ tao phải đi mua bún mắm theo mày. Gửi quá trời hình luôn, bạn nào cũng mua hết. Rồi bây giờ em mong ông xã của em thay đổi điều gì? Dạ bớt hút thuốc. Rồi vậy thôi đó hả? Dạ tại vì cũng đạt được 80% trên 100% người đàn ông rồi. Thế còn Thanh thì sao? Em thì chả mong muốn vợ em thay đổi gì. Bắt giảm cân. Thì lúc nào vợ em muốn giảm cân thì em ủng hộ giảm cân. Em phải bớt hút nhiều. Dạ. Em cũng biết tác hại của khói thuốc lá như thế nào rồi, đúng dạ. không? Bớt lại từ từ. Dạ. Nếu như hai bạn mong muốn là có em bé, đúng không? Bây giờ chị chỉ mong muốn cho vợ chồng em á là vậy nè. À, Ngân sẽ có sức khỏe để chuẩn bị đón em bé. Dạ. Thì Ngân thử Ngân vượt lên chính mình đi. Là tụi em phải có cái bác sĩ dinh dưỡng á. Ừ. Thiệt cái đó. Dạ, là... bác sĩ dinh dưỡng là em mới đi rồi. Đó. Thì mình ráng cố gắng theo cái quy trình của bác sĩ dinh dưỡng đi. Dạ, em theo được một tuần, ngày mai là đến ngày con. Ok, ok, dạ. Vậy là tốt rồi. Em có cảm nhận được là mình giảm được không? Dạ, trong một tuần qua thì em nghe cũng đỡ nặng cái bụng hơn. Tại lý do là không được ăn cơm nhiều, chỉ được ăn nửa chén thôi. Còn trong bữa cơm đó phải là rất là nhiều rau, nhưng mà cũng không được xào, chỉ là luộc. Đúng rồi. Chấm cũng không được chấm. Ăn không. Tại vì muối nó cũng làm cho... Dạ, có muối là sẽ lên mỡ. Đúng rồi. Ok, trời ơi, vậy là bây giờ chị chỉ mong là tụi em sẽ đạt được cái điều đó. Có nghĩa là em thì giảm cân để có sức khỏe, để chuẩn bị đón em bé. Còn Thanh thì bớt hút thuốc lại. Để lúc nào mà vợ em cân vừa đủ một cái là một phát ăn ngay luôn. Ok. Bách trúng được bây giờ. Rồi, rồi, chúc hai em lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc như thế này nha. Dạ. Cảm ơn tụi em.